Ngày 12 tháng 12, thứ bảy tuần 2 mùa vọng. Elia đã đến rồi và họ không nhận biết ông. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã? Chúa Giêsu trả lời: Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và thầy bảo các con, Elia đã đến rồi và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, con người sẽ phải đau khổ bởi họ. Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Tuyệt đối tin cậy mến Chúa Giêsu. Elia đã đến rồi và họ không nhận biết ông. Người Do Thái bấy giờ tự tin vào cái hiểu biết của mình rằng theo Kinh Thánh thì Elia phải đến trước rồi đấng cứu thế mới xuất hiện. Và hơn thế nữa, trong suy nghĩ của họ, đấng cứu thế phải là một trang anh hùng hào hớn, có thể huynh đảo một chế độ chính trị trần gian, có thể giải phóng họ khỏi ách nô lệ của đế quốc. Vì thế, khi Gioan đến mời gọi họ sám hối để dọn đường cho đấng cứu thế đến, thì họ ngờ vực nghi nan và không chấp nhận. Và vì không sám hối, không chuẩn bị, nên khi Chúa Giêsu đến, họ càng không thể hiểu ra có thể nào một đấng cứu thế lại tâm thương đến như vậy. Cho đến hôm nay, còn có biết bao người trong chúng ta tìm đến với Chúa để xin Chúa giải phóng kiếp nghèo, kiếp khổ, kiếp nợ nần, kiếp bị trị, mà ít chú tâm đến việc xin giải thoát khỏi những vũng lầy tội lỗi, khỏi sự chết đời đời. Hoặc có phải chúng ta vẫn thường phạm tội và phạm tội rồi lại xin Chúa thứ tha nhiều hơn là xin Chúa giúp chúng ta tránh cho xa mưu ma trước quỷ? Hơn thế nữa, nếu có nhớ tới Chúa mà cầu xin thì cũng chỉ khi khốn khó, và cũng chỉ cầu xin cho được điều này thoát được điều kia nhiều hơn là cầu xin cho vững tin bền cậy và nồng nàn yêu mến Chúa. Cách sống đạo của chúng ta cho thấy chúng ta cũng đang định hình một Thiên Chúa phải làm theo ý của chúng ta, phục vụ chúng ta, đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống chúng ta. Thế thì chúng ta có khác gì dân Do Thái thời Chúa Giêsu? Thật đáng tiếc cho chúng ta. Lạy Chúa, lời Chúa muốn chúng con đón nhận Chúa Giêsu với lòng tin tuyệt đối vào đấng cứu độ duy nhất, với lòng cậy tuyệt đối vào chỗ nương tựa duy nhất, và với lòng mến trên hết mọi sự phù phàm. Xin cho lòng con tin cậy mến Chúa, lắng nghe và thực hiện thánh ý Chúa. Amen. Lạy Chúa, năm phụng vụ mới, Giáo hội Việt Nam mời gọi chúng con đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Xin cho các gia đình trẻ biết noi gương thánh gia mà yêu mến và tuân giữ lề luật Chúa, tiến dâng gia đình và con cái cho Thiên Chúa để thuộc trọn về Người,
và người ban muôn ân sủng cho gia đình bình an, hạnh phúc. Amen. Xin cùng